Lời Chúa ngày thứ năm sau chủ nhật thứ 30 thường niên ngày 29 tháng 10 năm 2020 Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ năm cuối cùng của tháng Minh Côi. Mỗi ngày thứ năm, anh chị em nhớ cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha Francisco, các hồng y giám mục linh mục tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin có, cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa để hết dấn thân phục vụ Thiên Chúa giáo hội và tha nhân trong đời sống tu trì linh mục tu sĩ và anh xem nhớ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vẫn còn đang bị ảnh hưởng của lũ lụt và bão táp mưa xa. cầu nguyện cho những người có trách nhiệm biết cách cứu giúp những người dân và có nhiều bàn tay đưa ra để chia xe với những mảnh đời bất hạnh. Có 10 giám mục Ba Lan đã bị nhiễm virus corona. Trong vòng một tuần lễ, 10 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona, trong đó có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Giáo phận Poznan. Cả hai giám mục phụ tá của Đức Tổng Giám mục Kadecki và nhiều cộng tác viên tại tòa Tổng giám mục Poznan cũng bị lây nhiễm. Tòa giám mục cho biết tức Tổng giám mục đã cách ly tại gia. ngày suy yếu nhưng cảm thấy an bình. Trong số 10 giám mục bị nhiễm virus corona, chỉ có đức cha cựu giám mục phụ tá giáo phận Niano bị đưa vào nhà thương điều trị. Vị Tổng giám mục của giáo phận này cũng là giáo chủ Công giáo Ba Lan hiện tự cách ly tại gia và giám mục công giáo ba lan đã có một vị giám mục đầu tiên chết vì virus corona đó là đức cha bogdan wostus 83 tuổi từ trần hôm 20 tháng 10 năm 2020 tại nhà thương sau 3 ngày được điều trị tại đây. Đức Tổng Giám Mục Sơ Tại ca ngợi Đức Cố Giám Mục là người đạo đức khiêm tốn, rất uyển chuyển và thân thiện. Đức Tổng giám mục Polak nói, Ngài từng là giám đốc Đại Trung Viện và là thầy của tôi. Ngài dạy chúng tôi rằng, nguồn mạch và sức mạnh của sư vụ linh mục là lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Đức cha Augustus làm giám mục phụ tá trong 24 năm. Trong 10 năm qua, có 12 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona. Ngày 8 tháng 10 trước đó, Đức Giám Mục tin lành Luther Ba Lan. Rằng Jasrek đã từ trần vì virus corona, thọ 84 tuổi. Ngài từng làm chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Ba Lan từ năm 93 đến năm 2001. Và một giám mục Mexico đã từ khước tham gia cuộc bầu cử ở địa phương hôm Chủ nhật 18 tháng 10 2020 vì bị nhiễm virus corona nên tránh gây nhiễm cho người khác. Đó là đức cha Raul Vera Lopez, 75 tuổi, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Satio, nổi tiếng vì các hoạt động bình vực các quyền con người. Đức cha Vera không đi bầu để tránh lây nhiễm cho các công dân khác. Dù tòa giám mục của ngài chỉ cách phòng phiếu vài phút, Vài ngày trước đó, khi xét nghiệm, ngài phát hiện mình bị dương tính với virus corona. Hai cộng tác viên của ngài cũng bị lây nhiễm và cả ba đã bị cách ly. Tình trạng của Đức Chavezera được coi là ổn định. Và thương em, Mexico hiện có khoảng 850.000 ca nhiễm và 86.000 người đã bị chết vì đại dịch. Là một trong những nước bị nặng nhất vì Covid-19. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico, tính đến tháng 10 này thì đã có 91 giáo sĩ, 4 nữ tu và 7 phó tế thiệt mạng vì virus corona. Chúng ta cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ đã qua đời vì virus corona được về bên lòng thương xót Chúa. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị đang bị nhiễm được mau bình phục và nhất là cầu nguyện cho cơn đại dịch COVID-19 được Chúa cất đi khỏi. Trước con người không thể làm gì được. Đã hơn một năm qua và tình trạng đến mùa đông sắp tới tại Mỹ và Âu Châu có nguy cơ còn tăng hơn. Nếu con người ta không quay về với lòng thư xót Chúa mà cầu nguyện mà cứ lo đi đánh nhau cứ lo trang bị những vũ khí tối tân, những đầu đạn nguyên tử để đe dọa nhau, để hù dọa nhau, để cạnh tranh nhau, để tiêu hủy nhau, thì không biết bao giờ cái virus của sự ích kỷ, của sự độc tài, của mộng bá chủ, cái đó virus đó nó còn hủy diệt khủng khiếp hơn là virus corona. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ ba mươi thường niên bài đọc một năm chẵn thư Phaolô gửi Efeso chương sáu câu mười đến câu hai mươi Efeso sáu mười đến hai mươi bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Efeso thưa anh em anh hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của người hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của thiên chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân nhưng là với những quyền lực thần thiên với những bậc thống trị thế giới tối tăm này với những thần linh quái ác trốn trời cao bởi đó anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của thiên chúa như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối vậy hãy đứng vững lưng thắt đai là chân lý mình mặc áo giáp là sự công chính chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho tức là lời thiên chúa theo thần khí hướng dẫn anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi để được như vậy anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Đó là lời chúa. Mình xem lập lại câu đáp. Chúc tụng chúa là nuôi đa cho tôi nương ân. Chúc tụng chúa là nuôi đa cho tôi nương ân. Là đơn dạy tôi nên người thiện chiên. Luyện thành tay võ nghệ cao cường. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ là đơn giai thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ân núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Chúc tụng Chúa là nuôi đa cho tôi nương ẩn. Lạy Chúa trời xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm con gầy đôi cung, xin Ngài cho các vua thăng trận, yêu mạng David kẻ trung thần, coi lưỡi gươm ác nghiệt. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Hallelujah, Hallelujah. Chúc tụng Đức Vua đâng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao và vinh quang trên các tầng trời. Hallelujah. Anh chị mở tin mừng Thánh Luca chương 13 câu 31 đến câu 35. Luca 13, 31 đến 35. Khi ấy tại Jerusalem, có mấy người pha đến thưa Đức giê -xu rằng, Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua hê đang muốn giết ông. Người bảo họ, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Hôm nay và ngày mai, tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba, tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành jerusalem thì không được jerusalem jerusalem ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi mà ta nói cho các ngươi hay các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tụng đấng ngự đến nhân danh đức chúa đó là lời chúa thưa anh chị em trưa ngày chủ nhật 18 tháng 10 năm 2020 đức thánh cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với rất đông tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên bài tin mừng Thánh Mát Thêu chương 22, câu 15 đến câu 21. Đức Thanh Cha nói, Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đối diện với thói đạo đức giả của những kẻ thù nghịch với người. Lúc đầu thì dành cho Ngài nhiều lời khen, nhưng sau đó họ lại hỏi một câu gài bẫy gây khó khăn cho Chúa Giêsu và cố ý làm cho Chúa mất uy tín trước dân chúng. Họ hỏi Chúa Giêsu có được phép nộp thuế cho xây gia hay không? Vào thời đó, đế quốc Roma thống trị vùng Palestine. Đối với dân chúng, việc sùng bái hoàng đế cũng được thể hiện qua hình ảnh của hoàng đế trên đồng tiền. Là một sự xúc phạm đối với Thiên Chúa của Israel. Những người chất vấn Chúa Giêsu tin chắc rằng không có cách trả lời nào khác cho câu hỏi của họ. Ngoài việc đáp một là có hay là không có được nộp thuế cho xây ra hay không? Một là có hay là không? Họ nghĩ rằng không có cách nào khác. Họ chờ đợi bởi vì với câu hỏi này họ chắc chắn đã dồn Chúa Giêsu vào chân tường và khiến cho Chúa bị mắc bẫy rơi vào bẫy. Nhưng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết được ác ý của họ và đã thoát khỏi cặp bẫy. Ngài yêu cầu họ cho xem đồng tiền, đồng tiền nộp thuế. Ngài cầm đồng tiền trên tay và hỏi, Ai là hình ảnh được in trên cái đồng tiền này? Người ta trả lời, đó là của Sê-gia, tức là hoàng đế rồi chúa nói tiếp thế thì của xây gia trả về cho xây gia của thiên chúa trả về cho thiên chúa với câu trả lời này chúa Sư đã vượt lên trên cái cuộc tranh luận có hay không nên hay không nên chúa Sư vượt trên cái cuộc tranh luận một mặt ngài công nhận rằng phải nộp thuế cho xây gia cũng như đối với tất cả chúng ta thuế thì phải nộp vì hình ảnh trên đồng tiền là của hoàng đế nhưng trên tất cả trên tất cả hãy nhớ rằng mỗi người mang trong mình một hình ảnh khác mà chúng ta mang trong trái tim mang trong linh hồn mình đó là hình ảnh của hình ảnh của thiên chúa mỗi người chúng ta mang trong mình một hình ảnh của thiên chúa và do đó thì nó thuộc về chúa và chỉ thuộc về chúa mà thôi như thế mỗi người chúng ta đều mắc nợ về sự hiện hữu của mình về sự sống của chính mình vì mình được thiên chúa dựng nên giống hình ảnh của thiên chúa kinh thánh nói thiên chúa dựng nên con người giống hình ảnh của ngài vậy thì ta mang cho mình ảnh của thiên chúa thì phải trả về cho thiên chúa những gì thuộc về thiên chúa. cho nên đức thiên cha nói rằng mình mắc nợ về sự hiện hữu của mình và sự sống của chính mình. trong câu trả lời của chúa giêsu, chúng ta không chỉ tìm thấy tiêu chuẩn phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo mà còn có những hướng dẫn rõ ràng cho sứ mạng của các tín hữu trong mọi thời đại, ngay cả đối với chúng ta ngày hôm nay, nộp thuế là nghĩa vụ của công dân cũng như tuân thủ luật pháp của nhà nước. Đồng thời, cần phải khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người và cả trong lịch sử nữa. Tôn trọng quyền của Thiên Chúa đối với những gì thuộc về Thiên Chúa theo đó, sứ mạng của giáo hội và của các ghi tô hữu là nói về Thiên Chúa và làm chứng về Thiên Chúa cho con người thời đại của mình. Mỗi người chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, được mời gọi trở thành một sự hiện diện sống động trong xã hội, làm cho nó sống động bằng tin mừng và bằng nhựa sống của Chúa Thánh Thần. Đó là việc dẫn thân với lòng khiêm nhường, với lòng can đảm, góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu nơi công lý và tình huynh đệ ngự trị. Mỗi người khi hữu mang hình ảnh Thiên Chúa, dấn thân, loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là sứ mạng mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là mỗi người tín hữu đều có bổn phận có trách nhiệm phải loan báo và làm chứng lòng thương xót của ta. Điều ta vui thú nhất, vui thích nhất là được người ta nói về lòng thương xót của ta, là được nhiều người nghe về lòng thương xót của ta và con phải ra đi loan báo và làm chứng. Và khi đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa là ta không phải đi chơi. Không có đâu không phải đi du lịch không phải đi nghỉ mát nhưng mà là sống pha ra chiến trường với kẻ thù số một nó mang tên là kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi thì ta ở với ai kẻ thù ta tên nó là gian ác kẻ thù ta tên nó là nhưng mà kẻ thù ta đâu có phải là người Giết người đi thì ta ở với ai Follow trong bài đọc 1 Tin mừng ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên Bài đọc 1 năm chẵn Ephesio chương 6 câu 10 đến câu 20 Follow nói rằng là Chúng ta chiến đấu không phải là với phàm nhân Kẻ thù ta không có phải là người Nhưng là với những quyền lực thần thiên thống trị thế giới tối tăm này với những thần linh quái ác ở chốn trời cao đó và những khi muốn chiến đấu như vậy khi muốn đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của chúa chúa nói với faustina rằng là đừng cậy dựa vào sức mạnh của người thế gian đừng tìm nâng đỡ che chở của người đời mà tìm nơi thiên chúa cũng giống như là phaolô nói anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của người. Tìm sức mạnh trong Thiên Chúa và trong uy lực toàn năng của người. Và người chiến sĩ ra trường không phải là ăn mặc như là anh, anh gì đây anh thắng để áo bỏ quần hay là như là chị Hà đi mặc áo dài đi ra chiến đấu áo bỏ quần hay là cô Phụng này đang là mặc đầm hay là bài uh, bà Điệp này đang mặc áo bà ba chiến đấu cái gì không đây hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của thiên chúa bây giờ thì thế giới thế giới này đang có nguy cơ đến chiến tranh thứ ba thế giới thứ ba vì vũ khí nguyên tử nước nào cũng đua nhau không làm được thì đi mua để chế để tạo vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ mình vì thấy cái ông to đùng lúc nào ông cũng dương uh, súng ống về phía mình ông đe dọa ông thì to gấp cả trăm lần mình chỉ là một cái đảo bé tí giờ ông cũng muốn chiếm cái đảo của mình thì giờ cái nước đó nó phải đi mua vũ khí để nó tự vệ thôi thế là đi tìm vũ khí nào mà hủy diệt ghê gớm nhất rồi những người lính ra trận bây giờ trang bị tôi coi mấy cái bộ phim gọi là gì đó, chống khủng bố hả? hay là lực lượng đặc biệt họ trang bị tận răng giày mũ áo rồi vũ khí không thiếu cái gì toàn những cái đồ mà tối tân nhất mà bảo vệ cho mình tốt nhất và giết người khác giết kẻ thù nhanh nhất vũ khí hủy diệt hàng loạt thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy hôm mà ông trump ông y đưa lên máy bay ông bị virus corona lên Máy bay để đi vào trong bệnh viện đặc biệt Thì luôn luôn có người hộ vệ Đi bên cạnh là sách cái cặp Cái cặp đó là cặp mà Để mà ấn nút Những cái vũ khí nguyên tử Trong trường hợp mà Nước Mỹ bị nước khác tấn công Bằng vũ khí nguyên tử Thì Tổng thống mà người duy nhất Có cái chìa khóa mở cái cặp đó ra và Ấn cái nút để tự phòng vệ Và nổ ra một cuộc chiến Chắc chắn là thế giới thứ ba Thế thì người ta tìm mọi cách để trang bị cho mình được an toàn và chống lại những người khác và giết những kẻ thù của mình. ở đây hãy mang lên toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa và có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa là ma quỷ, là Satan như Chúa nói. cho nên khi anh em gặp những khó khăn, những thử thách thì biết rằng mình đang chiến đấu với Satan đêm hôm qua đến một giờ sáng này mà bài vẫn chưa post lên được em phụ trách nó nói thì cha hôm nay có bị sao đó mà con cứ đưa lên nửa chừng là bị đưa lên nửa chừng là bị hư tôi nói cầu nguyện để hắn làm lại vẫn bị nữa một rưỡi rồi một rưỡi sáng này tôi nói con gọi vợ con chạy đi hai vợ chồng vào trong cái phòng kỹ thuật đó cầu nguyện rồi lấy nước thánh rảy xin chúa xua đổi ma quỷ sự giữ nó phá một nửa tiếng sau nó gửi cái bài nó bảo xong rồi chả người thật nó phá người thật và chúng tôi bị như vậy nhiều lắm mấy anh em bị cứ đang làm cái tự nhiên nó trục chặt để tôi nói một người bên úc là họ có câu hỏi thắc mắc biết hỏi ai họ nói có hai câu người câu thứ nhất đi thì được thế cậu cứ thứ hai câu thứ hai là hỏi về ma quỷ mà trong ngày Halloween ngày 31 tháng 10 sắp tới thì, thì có nên đi theo nó hay không mà theo nó thì như thế nào vân vân Gửi nhất định không được gửi là bị hư gửi ra bị hư nó toàn đưa cái gì lên không còn sao câu thứ nhất con gửi được mà câu thứ hai con cũng làm như vậy mà không gửi được tôi nói con cầu nguyện đi tắt máy đi cầu nguyện xin chúa thanh thần đến xua trừ sự giữ ma quỷ đang không chế đang phá chúng con trong việc loan truyền lòng chúa thương xót con bên đó cầu nguyện cha bên đây cầu nguyện 15 phút sau nó cứ mở máy lên gửi lại cũng y như vậy thao tác y như vậy một phút sau là nó chạy qua máy tôi rồi cũng bị trục giặc gì nữa và rất nhiều đánh em chúng tôi cũng vậy khi đến phòng thu âm có khi quên cầu nguyện là nó nói chả hôm nó nay bị phá nữa thì thế mà Ta đang chiến đấu với sức mạnh của ma quỷ Chứ không phải với Con người Cho nên Hãy nhận lấy toàn bộ Binh giáp vũ khí của Thiên Chúa Như thế anh em có thể vận dụng Toàn lực để đối phó Và đứng vững trong ngày đen tối Đây Đứng vững bằng cái gì Không phải là áo giáp bốt đồ sâu Với lại mũ lính hay thế, thế khác Hãy đứng vững Lưng thắt đai là chân lý. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày không phải là Adidas. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Luôn cầm khiên mộc để đỡ cần khinh một lần đức tin nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần tên lửa của Triều Tiên hay là của Trung Quốc không phải dập tắt bằng tên lửa đối lại nó nhưng mà bằng đức tin để dập tắt tên lửa của ác thần sau cùng hãy đội mũ chiến rồi đi đâu ra ngoài đường ở Việt Nam thấy lúc nào cũng có đầu tròn 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 như là những con ốc nó đang bò 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 vì ai cũng đội cái mũ gọi là, là mũ gì? mũ an toàn bảo hộ à bảo hiểm à vâng đội cái mũ đó chúng ta không đội cái mũ bảo hiểm của thế gian nhưng mà đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm không phải là song kiếm hợp bích không phải là gươm lửa nhưng mà cầm gươm của thần khí ban cho đó là lời thiên chúa lưng thất đai là chân lý mình mặc áo giáp là sự công chính chân đi về là lòng hăng say loan báo tin mừng thiên mộc là đức tin mũ chiến là ơn cứu độ và gươm là lời thiên chúa theo thần khí hướng dẫn anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi mọi lời kinh không biết cầu nguyện tự phát thì đọc những câu kinh mà không đọc câu kinh thì mình cầu nguyện bằng những tiếng van nài van xin nài nỉ kiến trì cầu nguyện luôn mãi để được như vậy thì hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái lời kinh đó, mỗi lần đọc, mỗi lần đọc, tôi thấy mình đang giang tay ra và ôm cả thế giới vào. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế nên chị em không cần thay đổi là xin cha thương xót linh hồn du xe hay là thương xót ông Trần Đình Long hay gì cả. Chúng con và toàn thế giới được rồi. Cầu cho người sống, kẻ chết cứ đọc nó y như vậy đừng có thay đổi có nhiều người chế ra thương xót mấy người đang bị ung thư rồi thương xót cái ông xây xỉn hàng xóm con và toàn thế không cần thiết lúc đầu mình ý cầu nguyện cho ai thì mình nói trước giờ kinh và khi đọc việc kinh thì đọc y như vậy để có sự hiệp nhất thống nhất ở đâu cũng một lời kinh đó việt mỹ úc gì cũng như nhau hết nha đừng có sửa đổi gì hết không cần thiết thì chú biết ta cần cái gì mà. Văn nỉ nài xin tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể diễn thánh. Và anh em hãy cầu xin cho tôi nữa. Để khi mở miệng nói thì thần Thiên Chúa ban lời cho tôi. Mạnh dạ loan báo mầu nhiệm tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng. Khi tôi bị xiềng xích, cầu xin cho tôi để khi rao giảng tin mừng tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận của tôi phải nói. Cầu cho nhau đặc biệt là các linh mục, những người loan báo tin mừng, những người mà Chúa Giêsu nói là đúng lý ra họ phải là người đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Ta mong ước các linh mục hãy nói cho những tội nhân về lòng thương xót của ta để họ được trở lại. Mà rất tiếc là có nhiều vị đã không biết gì hay là không chịu để mà làm cái công việc đó. Đó là điều mà Chúa rất buồn. Mạnh dạn nói năng như bổn phận phải nói và khi chú ý giặt rau giảng như vậy có phải là người ta đón nhận hết đâu có phải người ta đón nhận hết đâu đây nè Jerusalem Jerusalem người giết các ngôn sứ và ném đá những người được ta sai đến đấy những người mà được chúa sai đi loan báo và làm chứng mình bị sát hại bị ném đá bị giết chết đã bao lần ta muốn tụ họp các người lại tụ họp con cái người lại như gà mẹ tụ họp gà con dưới cánh bây giờ thì ít người nhìn thấy cái cảnh đó nhà quê cơ, gà mẹ nó để một đám gà con Có một đám gà con rồi khi mà gặp uh, diều hâu hay cái sự dữ gì đó là nó vô, nó giang cánh ra những cái con gà con nó chạy nấp dưới cánh con gà mẹ Về miền quê tôi vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh đó bây giờ thành phố chịu có nhìn thấy hình ảnh mà gà mẹ giang cánh đây là ấp ủ gà con. Mình tôi nhìn thấy cái hình nó đẹp lắm. Có nhiều hôm ở trên bay xuống hoặc là thấy có chó má gì đó mèo nó rồi sơi mấy con gà con là wow 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 có 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 ta nó nó có gà nó... Kêu kêu, kêu 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 cái con nó chạy tới gà mẹ nó giang cánh ta bảo vệ sẵn sàng chết để bảo vệ đàn con của mình bao nhiêu lần chú, thiên chú muốn làm cái chuyện đó bao nhiêu lần ta muốn tụ họp ngươi lại như gà mẹ tập họp lại ý cánh mà các ngươi không chịu các ngươi không chịu thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi mà ta nói cho các ngươi hay các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tụng đã ngự đến nhân dành chú thưa chị em và các bạn người ta đến cảnh cáo chúa giêsu xin thầy ra khỏi nơi đây vì hê đang muốn giết thầy đấy có nhiều lần ta đi loan truyền lòng chúa thương xót cũng bị cảnh cáo nhưng mà chúa nói hãy đi nói với con cáo ấy thế này hôm nay ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật ngày thứ ba tôi hoàn tất chú không sợ mỗi người chúng ta đi làm chiến sĩ loan báo tin mừng loan truyền lòng chúa thương xót được trang bị lấy sức mạnh nơi thiên chú và uy lực của ngài Lưng thất lưng đai chân lý mà cáo công chính cầm khiên mộc là đức tin đi giày loan báo tin mừng rồi gươm lời chúa mũ trí lớn cứu độ được trang bị bởi sức mạnh quyền năng lòng thương xót chúa rồi thì cứ mạnh dạn mà la đi có chết cũng sẵn sàng như đức giêsu nói hãy nói với con cáo ấy thì rằng là hôm nay ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật tuy nhiên hôm nay ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, mỗi người chúng ta cũng phải tiếp tục ra đi. Không dừng lại. Như Đức Giáo Hoàng Phan nói là mở toàn cánh cửa. Đi ra vùng ngoại biên, tiếp tục ra đi. Loan báo, tin mừng lòng Chúa thương xót. Bất chấp khó khăn, trở ngại, thử thách. Như Chúa Giêsu đã từng bị thử thách từng bị gài bẫy mà Chúa đã vượt qua hết tất cả. Câu chuyện mà nộp thuế cho xê gia. Chúa cho chúng ta thấy mỗi người mang mình trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Được Chúa bảo vệ, che chở. Chúa nói Phostina rằng, con đừng sợ. Đừng sợ. Không kẻ thù nào làm hại được con. Những người đi loan báo làm chứng lòng thương cho Chúa. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta bảo vệ họ như vinh quang của ta không cả thù làm hại được họ và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen. Con đây vẫn tin nhìn lên thánh cho dù đời gặp bao cảm sô, cho dù đời gặp bao sóng tố. Con đây vẫn tin, con đây vẫn tin. Chúa là hư xoa tan màn đêm tôi tăm. Chúa, Chúa biết thân con, lắm khi đôi thầy làm khi ngủ say, con nào đau hay. Chúa, Chúa biết thân con, thân con yêu hè, chỉ thấy nhớ vào lòng Chúa son.